Thời tiết gần Tết trời thì se se lạnh, tự nhiên cái Huyền thèm mấy con tôm nước sa tế cay cay, thêm một cái mẻ dọc phô mai béo béo nữa. Lần đầu ngoại được ăn tôm bự vậy luôn á. Huyền toàn là sưu tầm được mấy cái con khổng lồ không nè. Lần đầu tiên mà Huyền thử làm cái tôm số bự vậy luôn á. Mọi người cùng làm món ngon với Huyền nha. Có rất là nhiều loại tôm nhưng mà Huyền thì thích ăn tôm số này nhất luôn á. Hai con tôm bự chứ mà cái mặt có tiền lớn mọi người. Cái này là 6 con một ký nha. Thường ngày đi chợ thấy người ta bán tôm tầm 12 tới 15 con ký là bự rồi. Lần này Huyền săn được mấy con tôm 6 con ký luôn thì là nó bự dữ lắm luôn á. Ăn tôm không á thì sợ không có no cho nên là Huyền có mua thêm mấy ký dợp nữa. Giờ cái phần tôm này Huyền sơ chế sạch sẽ rồi, Huyền sẽ đem đi ốp với lại sa tế cho nó cay cay, nướng lên ăn cho nó đã. Tại vì Huyền mê ăn nướng á thành ra nướng, chứ tôm này á mọi người luộc lên thôi ăn cũng đã rồi, tại vì cái thịt của nó rất là giòn và dai luôn. Cái con dợp này ở quê của Huyền bán nhiều dữ lắm, một ký là 40.000 nhưng mà cái vỏ của nó hơi nặng nha. Một lần là mình phải mua 4-5 ký ăn mới đủ đó. Hồi sớm đi chợ Huyền thấy người ta rao bán cái hoa thanh liễu này mà đủ màu sắc luôn. Mọi người cho Huyền hỏi á là cái hoa này là màu đỏ xanh tự nhiên hay là người ta ngâm màu vậy ta? Màu trắng thì mình không có nói rồi. Ngoài màu đỏ, màu vàng ra Huyền còn thấy màu xanh dương nè, rồi màu tím từ lưa hết trơn luôn. Nếu như hoa tự nhiên mà được nhiều màu sắc vậy á, là thực sự rất đẹp luôn á. Huyền mê cắm hoa dữ lắm luôn mà được cái cắm đại, cắm bừa thôi à, không có kỹ thuật gì hết trơn á. Thành ra lỡ có cắm xấu mọi người cũng đừng có cười nha. Cái em hoa này thì nó chịu nước dữ lắm, cắm xong nhớ xịt thêm miếng nước. Quay qua thì mấy cái em dọt cũng bung ra hết trơn rồi nè. Mình sẽ chỉ lấy cái phần ruột của nó thôi. Huyền cháy bơ với tỏi cho thơm, cho thêm ít đậu Hà Lan nữa. Kiểu như mình làm tất binh ăn chung cho nó đỡ ngán á. Còn cái phần dợp á thì mình xào lên, khi nào á mà nó săn á thì mình cho một miếng sa tế vô. Xào tới khi sa tế với lại con dợp nó hòa quyện với nhau á thì mình sẽ cho phô mai lên phía trên. Mấy cái phô mai kéo sợi này Huyền mua ở trong siêu thị, người ta bán nhiều lắm. Cuối cùng là rắc thêm hành. Đó, bây giờ mình kéo cái phô mai nó thành sợi, vậy là thành công rồi đó. Hồi nãy giờ Huyền có nhờ Quy nó bắt cái bếp than sẵn rồi, Huyền sẽ đem mấy con tôm lên nướng. Công nhận ba chồng của Huyền hàng cho một cái xe nướng như thế này á, xài tiện ghê luôn á. Mình nướng đồ ăn ít hay là nhiều, mỗi lần có đám tiệc khách khứa là nướng thoải mái vi vu luôn. Mọi người nhìn mấy con tôm sú nè, nướng lên một cái nó đỏ ao mà cái mùi nó bay khắp cả xóm luôn á. Bây giờ thì món ăn cũng đã hoàn thành rồi, mời mọi người cùng thưởng thức với gia đình của Huyền nha. Tôm này á, mỗi người ăn một con thôi á, là cảm thấy no cành hông rồi đó mọi người. Nhìn trong video vậy thôi chứ ở ngoài là nó bự dữ lắm á. Lần đầu tiên mà bà ngoại được ăn con tôm sú bự như vậy luôn. Bà ngoại nói cái thịt nó dai mà bà ngoại cắn muốn hỏng đứt luôn. Mấy đứa nhỏ thì ba cái vụ tôm nướng này thì nó ưng bụng khỏi phải chê rồi. Còn Huyền á thì Huyền mê có phô mai kéo sợi, ngồi ăn gị gị vậy đó mà mê. Mà được cái hồi nãy ốp sa tế hơi lố tai á, ai ăn xong cũng hít hà hết trơn á. Cộng thêm cái nước chấm mà Huyền pha để chấm tôm á, ớt nhiều vô số luôn. Bà ngoại nói ngon quá con, nhưng mà bà ngoại hơi bị cay. Phải nói á, là con tôm này á, cái thịt của nó rất là giòn và chắc luôn á mọi người. Có điều lâu lâu mình trải nghiệm ăn một xíu thôi chứ ăn nhiều thì hơi đau bí á nha. Mấy hôm giờ mọi người cứ hỏi là sao không rủ bà ngoại quay clip chung. Thì lâu lâu á, có cái món nào mà hợp hợp á, mới dám kêu bà ngoại ra quay chung thôi. Sợ ngoại mệt cho nên là cũng không có dám rủ ngoại quay nhiều. Mà giờ ngoại cũng khỏe khỏe rồi, chắc là từ đây tới Tết sẽ quay nhiều hơn á. Xong con này tôm này nó không có còn thịt.